Cả nhà đổi đời giàu to, nếu cúng tất niên vào 3 giờ hoàng đạo này, 100 tỷ cầm tay, ăn Tết giàu ú ụ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cái lễ tất niên ấy, nó được tiến hành thường là vào ngày chiều 30 Tết âm lịch. Vào ngày này thì mọi người thường quây quần bên nhau tổ chức cái bữa mừng văn nghệ để tổng kết nhìn lại một năm đã trải qua, cũng như là để chào đón cái năm mới. Họ tận hưởng cái bầu không khí ấm áp và tràn ngập cái niềm vui bên cạnh các thành viên và gia đình sau một năm tất bật học tập, làm việc vất vả, chạy đua với cuộc sống. Cái lễ cúng tất niên cũng thể hiện được một cái nếp sống văn hóa tâm linh của người Việt. Sau một năm làm việc vất vả thì vào những ngày cuối năm, mọi người đều dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để cúng tất niên và chuẩn bị đón Tết năm 2024 năm Giáp Thìn. Thưa quý vị, thì đầu tiên ý, để trước khi lễ cúng tất niên thì chúng ta cũng có qua ngày 23 tháng Chạp, thì hầu hết mọi người đã gì lau dọn bàn thờ, tỉa chân nhang và bao sái sạch sẽ cái đồ thờ cúng. Đấy, để cái lễ cúng tất niên nó được trang trọng và ý nghĩa hơn. Đấy. Quý vị nên sử dụng cái lọ nước bao sái nhất tâm hương để bao sái bàn thờ, lau dọn bát hương, lau dọn bàn thờ cho được sạch sẽ trước khi mà tiến hành cái nghi lễ gọi là cúng tất niên cuối năm, mời các cụ, các thần về ăn Tết, cũng như là gì chào đón các thần với cái không gian thờ cúng nó được thơm tho, sạch sẽ hơn. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 nhé, để thỉnh cái lọ nhất tâm hương về thì lau dọn bàn thờ cho sạch sẽ để đón các cụ về ăn Tết cho được linh ứng hơn. Thì sau khi lau chùi sạch sẽ bàn thờ gia tiên, bàn thờ thần tài, cũng như là chuẩn bị các lễ vật, hương hoa, trả lễ đó, thì quý vị sẽ chọn ra những cái giờ lành tháng tốt để chúng ta tiến hành công việc cúng tất niên, mời các cụ về ăn Tết. Quý vị thân mến, vậy thì cái lễ cúng tất niên nó sẽ được diễn ra ngày nào? Thì thường là người ta sẽ làm vào sau cái lễ cúng ông công ông táo, thường là như vậy, đúng không? Tức là từ ngày 24 trở đi thì chúng ta cũng thể là làm được rồi. Nhưng mà thông thường dân gian ta quen là làm vào cái ngày thường là vào chiều 30 Tết. Nhưng không phải năm nào cũng là tốt, đúng không ạ? Cũng có những cái năm ở 30 Tết tốt, có những năm nó không tốt. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông cũng chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày chúng ta có thể là gì tiến hành để làm cái nghi lễ cúng tất niên, mời các cụ về ăn Tết. Đấy, cũng như là gì những cái giờ lành tháng tốt để cho quý vị lựa chọn. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái tài liệu ngày tốt toàn thư nhé, để tìm ra những ngày tốt nhất, đúng không? Thì quý vị cứ mở trang 165, chúng ta sẽ chọn, đúng không? Chúng ta còn từ nay đến ngày Tết thì chúng ta còn có mấy ngày thôi. Thì cái ngày đầu tiên Tử Thông giới thiệu với quý vị đó là ngày Mậu Tuất, ngày Kỷ Hợi thì qua rồi. Chúng ta chọn đến ngày Canh Tý và ngày Tân Sửu ấy, tức là ngày 27-28 ấy, 27-28 Tết thì nó là ngày xấu nhá. Trương thần đại thiên nếu mà cầu tự tế tự thì bị bệnh tật tai vạ là xấu. Như vậy là chúng ta chỉ còn ngày 29 và ngày 30. 29 Tết nó là ngày Nhâm Dần và ngày 30 Tết nó là ngày Quý Mão. Thì ngày 29, ngày 30, ngày Nhâm Dần, ngày Quý Mão thì chư thần hội họp để ký sớ ai làm lễ cầu phúc đấy thì rất là tốt. Vậy nên đây là cái ngày tốt để tiến hành ấy. Thì quý vị hãy mở trang 165 nhé, của cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Quý vị có thể tham khảo thêm cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé. Vậy thì chúng ta còn ngày 29 và ngày 30 Tết. Vậy thì trong hai ngày 29-30 chúng ta sẽ cúng vào giờ nào để được thuận lợi, may mắn đó, và mọi sự sẽ được hanh thông. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về ngày 29 đó, 29 Tết, 29 tháng 12 âm lịch ấy, xem là có giờ nào tốt nhé. Quý vị thân mến, ngày 29 Tết thì nó sẽ rơi vào ngày mùng 8 tháng 2 năm 2024 dương lịch đó. Và nó là ngày Nhâm Dần. Ngày Nhâm Dần ấy thì nó có thể chúng ta có thiên can là gì? Can là nhâm, chi là dần. Nhâm thủy, dần mộc, thủy mộc tương sinh. Nó là một ngày cát nhật. Nạp âm của ngày là kim bạch kim, nó kỵ cái tuổi bính thân và tuổi canh thân. Cái ngày thuộc hành kim, khắc hành mộc, đặc biệt các tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà lại được lợi. Ngày Dần thì lục hợp với Hợi, tam hợp với Ngọ và Tuất tạo thành thủy cục. Dần thì xung với thân, hình với tỵ, hại tỵ phá hợi và tuyệt dậu. Trong ngày 29 ấy, thì có trực là trực kiến và có sao là cái sao giác, là một trong những cái sao hung trong bộ nhị thập bát tú.
Và cái ngày dần ấy thì nó vẫn là ở cái tiết gọi là tiết lập xuân nhé. Tiết lập xuân nó khởi từ ngày mùng 4 tháng 2, mà ngày nhâm dần nó là ngày mùng 8 tháng 2, nó vẫn thuộc cái tiết lập xuân nhé. Ở trong cái ngày nhâm dần thì có các cát thần sau này: có Minh Phệ, có Nguyệt Không, Ngũ Hợp, Phúc Hậu, Thiên Thương, đấy. Có Thiên Đức, Thiên Đức Hợp, đấy. Thất Thánh, Tuế Lộc, có U Vi Tinh, có Vượng Nhật, có Yếu An, Đại Minh Tinh. Cái hung thần trong cái ngày nhâm dần ấy thì có Cô Thần, Cửu Khổ Bát Cùng, Kê Hoãn, Nguyệt Kiến, đấy, Thiên Cách, Thiên Hình, Thám Bệnh, Thổ Kỵ, Thổ Phủ, Tiểu Thời, Vãng Vong, Xích Khẩu, Đại Tiểu Khốc. Thưa quý vị, vậy thì dựa vào những cái cát tinh và những hung tinh như vậy thì chúng ta cùng xét ra là gì? Tìm ra những khung giờ tốt nhất để tiến hành công việc cho được thuận lợi và may mắn. Thì để tìm ra cái khung giờ tốt, quý vị hãy mở trang 127 nhé. 127 là cái trang hướng dẫn tìm về ngày tốt, đúng không? Giờ tốt. Thì chúng ta sẽ tìm được ra những giờ tốt như sau. Cái giờ tốt đầu tiên ấy, thì chúng ta có giờ là gì? Từ 7 giờ đến 9 giờ sáng. 7 giờ đến 9 giờ sáng. 7 giờ đến 9 giờ sáng nó là giờ Giáp Thìn nhé. Nó là giờ Giáp Thìn. Thì trong giờ Giáp Thìn có các cát tinh như là có Kim Quỹ này, có Phúc Tinh Quý Nhân này, có Tứ Đại Cát Thời, có Hữu Bật, Minh Tinh Kế Đô và Nhật Mộ Tuần Trung Hung Vong. Nhưng đây là cũng là một khung giờ tốt để cho quý vị tiến hành công việc là gì? Thực hiện cái lễ cúng tất niên. Đấy, cúng tất niên nhé. Không nhất thiết phải vào ngày 30, ngày 29 Tết quý vị cũng có thể làm được. Tiếp theo là giờ thứ hai là giờ Tỵ, từ 9 đến 11 giờ. Thì nó cũng là một khung giờ tốt để cho quý vị lựa chọn. Cái giờ Tỵ này nó là giờ Ất Tỵ nhé. Nó là giờ Ất Tỵ. Nó có Thiên Đức, đấy, có Thiên Ất Quý Nhân, có Tả Phụ, có Thời Hình, có Thời Hại, Thiên Cương. Tóm lại đây là cũng là một khung giờ tốt để cho quý vị tiến hành cúng tất niên. Thì ngoài ra quý vị cũng có thể cúng lúc 11 giờ đến 13 giờ. 11 đến 13 giờ. Nó là giờ Ngọ đấy, nó là giờ Bính Ngọ. Thì giờ Bính Ngọ thì nó cũng là một cái giờ tốt do có được Tam Hợp, có Hỷ Thần, có Đường Phù. Và đây là cũng là một cái khung giờ mà quý vị cũng có thể tiến hành được nhá. Thì quý vị có thể tiến hành trong 3 giờ này để được cát lợi và may mắn. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến ngày 30. Ngày 30 tháng 12. 30 tháng 12 đó là ngày 30 Tết ấy. Nó sẽ rơi vào ngày mùng 9, đúng không? Ngày mùng 9 tháng 2 dương lịch. Nó là ngày Quý Mão. Đấy, ngày Quý Mão tức là gì? Quý Thủy Mão Mộc, Can Sinh Yêu Chi, Thủy Mộc Tương Sinh là cái ngày Bảo Nhật. Nạp âm của ngày là Kim Bạch Kim, nó kỵ cái tuổi Đinh Dậu và tuổi Tân Dậu. Ngày thuộc hành Kim thì khắc hành Mộc, đặc biệt các tuổi Kỷ Hợi nhờ có kim khắc mà được lợi. Cái ngày Mão này, ngày Quý Mão này thì nó hợp với lại gì? Mão hợp với Tuất, Tam hợp với Mùi trở thành Mộc cục. Ngày Mão được xung với Dậu, Hình, Tý, Hại, Thìn, phá Ngọ và tuyệt thân. Trong ngày hôm nay có trực trừ, cái sao Cang là cái sao hung trong bộ Nhị Thập Bát Tú. Và cái tiết khí của cái ngày 30 Tết nó vẫn là tiết lập xuân nhá. Tiết lập xuân nó khởi từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2 đó. Ngày 19 là sang Tết Vũ Thủy đó. Và các cát thần trong ngày hôm nay thì có Cát Kỳ, Minh Phệ, Minh Phệ Đối, Ngũ Hợp, có Ngọc Vũ, Quan Nhật, Thất Thánh và Vượng Nhật. Hung thần trong ngày thì có Chu Tước, có Hàm Chỉ, Lâm Cách, Nguyệt Cách, Chuyển Sát, đấy, Nguyệt Kiến Chuyển Sát, Thiên Địa Chánh Chuyển, cũng như là gì là ngày Đại Bại Đại Thời đấy. Cái ngày 30 Tết thì chúng ta cũng vào giờ nào? Thì đầu tiên chúng ta chọn được giờ đó là giờ từ 5 đến 7 giờ Mão, 5 đến 7 giờ sáng đúng không? 5 đến 7 giờ. 5 giờ đến 7 giờ. 5 đến 7 giờ thì nó là giờ Ất Mão. Giờ Ất Mão thì có Minh Đường Hoàng Đạo đó, có gì? Có Thiên Ất Quý Nhân, có Phúc Tinh Quý Nhân, có Thái Dương, có Trường Sinh. Đấy. Vậy nên đây là một khung giờ tốt mà quý vị có thể tiến hành cúng tất niên. Cái giờ tốt thứ hai là từ 9 đến 11 giờ. Thì cũng là một khung giờ tốt cho quý vị cúng tất niên. Đấy. Trong cái giờ này thì nó có La Thiên Đại Thoái này, có gì? Có Thiên Ất Quý Nhân này, có Thiên Xá này, có Dịch Mã và có Thủy Tinh. Đây là những cái cát tinh tốt, sao tốt để quý vị tiến hành đúng không? Tiếp theo là đến 13 đến 15 giờ. 13 đến 15 giờ thì nó là giờ Mùi. Giờ Mùi thì có Thiên Đức này, có Tứ Đại Cát Thời, có Tam Hợp, có Đường Phù, có Mộc Tinh, có Ngũ Bất Ngộ, Quả Tú và Nhân Mộ. Như vậy nó cũng là một khung giờ tốt để cho quý vị tiến hành. Bên cạnh đó thì quý vị có thể tiến hành vào cái giờ, nếu mà cái ngày 30 Tết đó là ngày Tân Dậu, nếu mà quý vị cúng lúc 17 đến 19 giờ thì nó sẽ là giờ gì? Nó là cục diện là tương phá, đó, rồi có nhiệt phá. Và giờ Tuất thì nó cũng không đẹp. Nói chung là từ giờ Thân đến giờ Hợi thì nó không đẹp cho cái việc cúng. Vậy nên quý vị có thể tiến hành cúng sớm nhé. Cúng sớm để được may mắn và hành thông. Đấy. Quý vị có thể tham khảo thêm cái giờ cúng, giờ tốt để thắp hương ở trong cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé. Ngày Tốt Toàn Thư để chúng ta thì tìm ra những cái ngày, những cái giờ tốt nhất để chúng ta tiến hành công việc cho được thuận lợi và may mắn. Đó.
Như vậy là gì? Để trong cái lễ cúng tất niên ấy, thì quý vị có thể tiến hành vào 2 ngày các bạn nhé. Quý vị có thể tiến hành 2 ngày vào ngày 29 Tết hoặc là ngày 30 Tết đó. Và cái giờ cúng đầu tiên ấy, thì cái ngày 29 thì quý vị có thể cúng vào lúc 7 giờ 9 giờ, tức là giờ Thìn đúng không ạ? 9 đến 11 giờ là giờ Tị và 11 đến 13 giờ là giờ Ngọ. Còn cái ngày 30 Tết quý vị có thể cúng vào 5-7 giờ sáng này, 9 đến 11 giờ hoặc là 13 đến 15 giờ. Thì đây là những khung giờ tốt để quý vị tiến hành cái công việc là cúng tất niên chiều 30 Tết cho được thuận lợi, may mắn và hanh thông. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái khung giờ tốt để cúng tất niên vào cái ngày 30 Tết. Đó. Và một số người vẫn đang quan tâm là không biết cúng tất niên thì là nên cúng gì, khấn gì, đúng không ạ? Thưa quý vị, thì ngay sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái bài văn khấn để chúng ta khi mà chọn giờ tốt rồi chúng ta sẽ khấn gì, cúng gì để cho mọi việc được thuận lợi, hanh thông và may mắn. Thì quý vị hãy mở trang 16 và trang 19 nhé. 19 ở quyển sách Văn Khấn Tuần Thư để chọn ra cho mình những cái bài văn khấn tốt lành nhất. Thì trong quyển Văn Khấn Tuần Thư có tổng hợp 77 bài văn khấn đủ hết, hầu hết tất cả các nghi lễ trong năm để dành cho quý vị thì có một cái quyển sách để tham khảo thêm những lễ cúng giúp cho mọi việc được thuận lợi, hanh thông. Đó. Thì đầu tiên ấy, cuối năm chúng ta thường có những cái nghi lễ sau này. Một là cái nghi lễ tạ thần, tạ mộ đấy. Tạ mộ cuối năm. Đấy, tạ mộ là một. Thứ hai thì sau khi tạ mộ xong thì chúng ta mời gia tiên về ăn Tết. Đó. Thưa quý vị, cái lễ tạ mộ thì vào cuối năm, tức là vào cái tháng 12 âm lịch ấy, sau cái lễ cúng ông Táo, thì theo phong tục cổ truyền mọi gia đình Việt Nam thì thường ra mộ tổ tiên để làm cái lễ tạ mộ, tạ thổ thần, sửa soạn, dọn dẹp mộ phần, mời rước vong linh gia tiên về ăn Tết. Đó. Đây là một cái tục lệ truyền thống của người Việt có ý nghĩa vô cùng là sâu sắc. Nó thể hiện cái sự hiếu thuận, đạo lý uống nước nhớ nguồn của con cháu đối với những người đã khuất. Đồng thời nó cầu mong các vị thần phù hộ cho vong linh của những người thân được gì an cư tại cái nơi đó, không bị cái ngã quỷ nó hoành hành, nó quấy rối. Nói chung khi mà thực hiện cái lễ này thì chúng ta thực hiện ở cái tại cái miếu thần linh nơi nghĩa trang. Nếu khu mộ không có cái ban lễ thần linh ấy, thì khi làm lễ quý vị có thể là gì, kiếm một cái bàn nhỏ thắp hương đấy, và một chút tiền vàng là được. Sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn khi đi tạ mộ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, lạy mười phương chư Phật mười phương. Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con kính lạy ngài Đương Niên Thái Tuế, Chí Đức tôn thần. Đương Niên Hành Binh Chi Thần, Đương Niên Tả Phán Quan. Con kính lạy ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, chư vị đại vương, Đức Quan Quản Trang cùng các vị chư thần bộ hạ cai quản nghĩa trang nơi. Kính lạy các ngài bản xứ thần linh thổ địa tôn thần. Con kính lạy các ngài ngũ phương ngũ thổ long mạch tôn thần. Các ngài tiền chu tước hậu huyền vũ tả thanh long hữu bạch hổ nhị tứ sơn thần quan cùng chư vị tôn thần cai quản trong nghĩa trang này. Con kính lạy hương linh hội đồng gia tiên họ đang an táng tại nghĩa trang nơi đây. Hôm nay là ngày tháng năm gia chủ chúng con là sinh năm cùng các thành viên trong gia đình họ tên, năm sinh. Chúng con cư ngụ tại địa chỉ. Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt tại nghĩa trang, chúng con sắm sửa phẩm vật, hương, hoa, trà, quả, kim ngân, tài mã, dâng hiến trình các vị tôn thần, kính cáo cùng chư vị tôn thần, hương linh của gia tiên họ nhà chúng con được an táng tại nơi đây, tại khu đất này, nhờ công đức của các vị tôn thần để cho mộ phần họ nhà chúng con được yên đẹp, xương cốt vẹn toàn, được thường xuyên ân xá lui về cùng con cháu. Ân đức này toàn thể gia đình chúng con cúi xin cảm tạ. Cuối năm mãn khí, gia đình chúng con có chút lễ thể hiện tấm lòng thành kính để dâng lên chư vị tôn thần, mong các ngài hoan hỷ nhận chứng giám cho hương linh họ đang được an táng tại nơi đây. Chúng con cúi xin các vị thần linh đất này Thành Hoàng bản thổ cùng chư vị tôn thần cai quản nơi nghĩa trang. Đất lành chim đậu, đức dày thanh cao, giữ lành công lao, có kết có phát nhờ vào thần quan tôn thần long mạch cao sang.
nhị thập tứ hướng, nhị thập tứ sơn phù hộ độ trì. Chúng con cầu xin các ngài che chở đến mộ phần gia tiên họ. Chúng con được thỏa nguyện muôn thuở, hồng ân đời đời, gia ân mãi mãi, không thôi. Và chúng con xin có vài lời cầu khấn, bái tạ thủ mộ, thần quan, cho chân linh dương khí, cho hải cốt vẹn toàn, cho gia tiên phù hộ con cháu trần gian, gia đạo bình an, an khang khỏe mạnh, làm ăn gặp nhiều may mắn. Năm hết Tết đến, chúng con cầu xin Đức Quan Quản Trang cùng các vị tôn thần xin phép cho gia tiên họ. Chúng con được về ăn Tết cùng con cháu, chúng con cúi xin cảm tạ. Chúng con cầu xin gia tiên họ, các cụ hiển linh chứng giám, tiếp dẫn lễ vật đến chư vị tôn thần, phù hộ cho gia chủ được gia đạo hưng vượng, sức khỏe dồi dào, gặp quý nhân phù trợ, chỉ đường dẫn lối, cho con cháu làm ăn gặp may mắn, tứ tiết, điểm lành tiếp ứng. Chúng con lễ bạc tâm thành, kính dâng trước án, cúi xin được phù hộ độ trì, phụng duy cẩn cáo, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đó quý vị vái ba vái. Sau khi văn khấn ngoài mộ xin phép cho các cụ về ăn Tết rồi thì vào cái buổi chiều 30 Tết thì chúng ta tiến hành một cái nghi lễ gọi là nghi lễ gì, mời các cụ văn khấn gia tiên, mời gia tiên về ăn Tết, đúng không ạ? Vào cái chiều 30 Tết thì đó gọi là cái lễ tất niên. Cái lễ tất niên còn được gọi là cái tiệc tất niên ấy, là một cái nghi thức nhằm đánh dấu kết thúc một năm, chuẩn bị bước sang một cái năm mới. Đây là cái phong tục tập quán lâu đời mang cái nét đẹp văn hóa của người Việt. Thì đây cũng là cái lễ tạ gia tiên cuối năm để cảm tạ công đức của gia tiên trong cái năm qua đã che chở cho gia đình, cũng là thể hiện cái lòng thành, đúng không? Uống nước nhớ nguồn của con cháu, qua đó giáo dục cái đạo hiếu trong nhà. Cái lễ này được thực hiện vào cái dịp sau ngày 23 tháng Chạp ấy đó, và không nhất thiết phải là ngày 30 Tết. Thì quý vị có thể chọn một trong hai ngày mà Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn ở bên trên nhé. Và sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn mời khấn tất niên ấy, mời các cụ về ăn Tết. Đó, bài văn khấn như sau: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đương Niên Thái Tuế, Chí Đức Tôn Thần. Con kính lạy ngài Thành Hoàng Bản Thổ, chư vị đại vương. Con kính lạy ngài Đông Chủ Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân. Con kính lạy ngài Tiền Hậu Địa Chủ Tài Thần. Con kính lạy các bậc tiên gia và chư vị tôn thần cai quản trong đất này xứ này. Con kính lạy Cao Tàng Tổ Khảo, Cao Tàng Tổ Thỉ, Bá Thúc Huynh Đệ, Cô Di Tỉ Muội, Nội Ngoại Dâu Rể, Bà Tổ Cô, Ông Mãnh, Hội Đồng Gia Tiên Họ. Kính mời các cụ hiển linh, gia chủ chúng con là sinh năm, cùng các thành viên trong gia đình, họ, tên, năm sinh. Nhân ngày lành tháng tốt, cuối năm mãn khí, gia đình chúng con thành tâm sắm sửa lễ vật, lễ nghi, kính dâng trước án, làm lễ tất niên cuối năm để tạ ơn gia tiên. Chúng con kính mời các ngài Đương Niên Thái Tuế, Chí Đức Tôn Thần, ngài Thành Hoàng Bản Thổ, chư vị đại vương, các chư vị tôn thần lai giáng chứng giám cho đồng thành của gia đình, kính dự bữa tất cơm tất niên cuối năm cùng gia đình, phù hộ độ trì cho gia chủ chúng con được sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Gia đình chúng con nhờ công đức của gia tiên xây dựng nền móng, che chở mọi nhẽ nên có được như ngày hôm nay. Gia đạo hưng vượng, con cháu hiếu thảo, sức khỏe bình an, công đức này thật là bất tận. Toàn thể gia đình chúng con cúi xin cảm tạ. Chúng con có sắm biện lễ vật kim ngân tải mã, tiến biếu hội đồng gia tiên. Trong cái phần này nhé, thì quần áo vàng mã của ai, biếu cái gì thì quý vị cứ liệt kê hết, ghi rõ ra nhé. Cúi xin các vị chư thần tôn thần lại chứng lễ, chứng giám cho gia đình chúng con, cầu xin gia tiên tiền tổ họ chứng giám cho lòng thành, hoan hỷ thụ nhận lễ vật cho gia đình chúng con. Chúng con cầu xin hội đồng gia tiên họ phù hộ độ trì cho chúng con được gia đạo hưng vượng, sức khỏe dồi dào, con cháu ngoan ngoãn, thông minh, học giỏi, hiếu thuận gia chung, bốn mùa không tai ách, tám tiết có điểm lành tiếp ứng, gặp quý nhân phù trợ, cầu tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, vạn sự như ý. Chúng con nguyện tu nhân tích đức, tránh giữ làm lành, giúp đỡ người hoạn nạn khó khăn, hiếu thuận gia chung. Chúng con lễ bạc tâm thành, kính dâng trước án, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Khấn xong quý vị vái ba vái nhé. Như vậy là hoàn thành cái nghi lễ cúng tất niên. Đó. Khi mà cúng tất niên xong thì chúng ta còn một cái nghi lễ nữa, đó là nghi lễ cuối cùng ấy. Đó là gì? Cái nghi lễ gì? Nghi lễ cúng giao thừa ở trong nhà và ngoài sân. Đó. Thì lễ cúng giao thừa Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong những video sau nhé. Thì quý vị có thể mở trang 16 và trang 19 của quyển sách là Văn Khấn Tuần Thư để biết được cái bài văn khấn về tạ mộ gia tiên cũng như là gì? Cái văn khấn lễ tất niên vào cái chiều 30 Tết. Đó. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 nhé để thỉnh cái quyển sách Văn Khấn Tuần Thư. À, quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái giờ tốt để cúng tất niên trong cái chiều 30 Tết cũng như là gì? Những cái bài văn khấn để giúp quý vị có được cái lời cầu khấn được gì chuẩn chỉ và đúng đắn nhất. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.